Chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm đó cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì mình nói với các bạn là xả tàn tất cả những cây để ăn Tết. Thì nó tùy theo cái tính nết của cây, hôm đó mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Có cây xả tàn thì nó lên kịp nha các bạn. Còn có cây xả tàn thì nó chậm. Đây, ví dụ như cây Rút Verity nè, mình xả tàn thì bây giờ nó đơm nụ vậy là kịp Tết nè. Đó, rồi thằng Văn Huế 13 cũng vậy, mình xả tàn vậy là kịp Tết nha các bạn. Thằng Trâm Anh nè. Đó, mình xả tàn. Còn cái cây là Hoàng Minh Hương thì mình xả tàn thì hôm nay nó bắt đầu nó cũng đơm nụ nó ra nè. Đó, Hoàng Minh Hương đổi màu nha các bạn, hoa ba lớp đổi màu đó. Thì tất cả những cái cây mà mình xả tàn nó tùy theo tính nết của cây mà các bạn xả tàn, chứ không phải là cây nào cũng xả tàn một ngày mà nó ra đều được nha các bạn. Bởi vậy khi mình trồng một cái cây mình phải theo dõi nó thử coi là cái tính nết nó thằng là ra chậm thằng là ra nhanh, thì các bạn coi theo đó các bạn xả nha. Thì chung quy là coi như là cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì các bạn xả đó. Thì hôm nay mình sẽ quay lại những cái cây mà mình review lại cho các bạn xem, là những cái cây cùng xả tường tàn một lượt đó, nhưng mà cái thằng thì nó ra trước, thằng thì nó ra sau. Nó như cái thằng sương mù bên này nè, mình cũng xả chung một lượt nhưng mà bữa nay nó chỉ mới ra tược thôi, nó chưa chịu trổ bông đâu. Chắc cũng phải là cuối tháng này, nói chung là kịp Tết chứ không phải là không, nhưng mà phải cuối tháng này nha các bạn. Đây, cây này là cây già, cây sương mù đó. Thì mình xả hôm nay thì nó ra được này thôi. Còn cái cây Long Thành thì mình xả thì bữa nay nó như thế này, thì nó cũng chưa có đơm nụ. Với cây Khánh Ngọc này thì bây giờ nó chỉ ra như thế này thôi, cũng có lác đác nó ra nụ nè, nhưng mà cũng kịp Tết đó. Thì những cái cây thằng này là thằng hỏa sơn nha các bạn, mình cũng xả tàn. Còn cái thằng ở cây Long Thành một nè thì mình xả thì hôm nay nó chỉ mới được chừng này thôi, thì thằng này chắc là trễ rồi, không kịp Tết đâu. Còn thí dụ như cái thằng Tỏa Dương thì là nó trổ trước. Thằng Tỏa Dương thì nó lại trổ trước các bạn. Rồi thằng Bình Minh nó cũng trổ trước luôn. Thằng Bình Minh nè, hoa Bình Minh nè các bạn. Hoa Bình Minh cực kỳ đẹp luôn á, hoa Bình Minh hoa to nha các bạn. Rất là to. 4 lớp luôn. Hoa Bình Minh nó 4 lớp nha các bạn. Hoa to cực kỳ. Bình Minh hoa 4 lớp hoa to. To lắm, to mà hương thơm. Thằng Bình Minh ha. À. Thì Bình Minh nụ nhiều lắm, nó nói chung là nó rất là sai. Tỏa Dương cũng vậy, Tỏa Dương cũng đủ nhiều. Thì thằng nào nó ấy trước thì nó trổ trước nha các bạn, mình cũng không biết được đâu. Thằng này là Gold Cassida. Cassida nó là cánh nhọn nha các bạn. Còn cái thằng Red Taylor đi này mình cũng xả, nhưng mà bây giờ nó chỉ đơm nụ thì thằng này kịp Tết nè. Thằng này kịp Tết nè, nó trổ dày là chắc kịp Tết. Đó, thì có một cái số cây mình xả nó là như thế. Thì còn cái thằng này là thằng T1 thì mình xả thì bữa nay nó cũng đơm nụ rồi. À, nó đơm nụ vậy rồi. Đó, thằng T1. Thì, nói về cái vấn đề xả tàn thì mình cũng đã tâm sự cho các bạn tùy theo tính nết của từng cây. Chứ không cây nào nó giống cây nào nha các bạn. Cho nên là mình phải trải qua một năm của cái cây đó. Thì bắt đầu mình mới được biết được cái ý tứ của nó như thế nào. Để mình xả tàn cho nó đúng nha các bạn. Còn đây là tất cả những cái cây mà đợt đầu ngày 20 tháng 10 mà mình bán cho bạn lần đầu tiên đó. Thì mình bán cho bạn mấy chục cây, mấy lô á. Thì còn lại là mình sẽ trồng lại. Mình trồng lại thì bữa nay nó đã đơm nụ hết rồi. Nó đơm nụ hết rồi nha các bạn. Nó đơm nụ sạch luôn à. Thì bây giờ nó trổ bông lác đác như thế này. Thì hôm nay mình sẽ đăng một số cây đang hoa. Đang hoa nha các bạn. Mình sẽ đăng một số cây đang hoa để cho các bạn về. Các bạn ship về các bạn chơi Tết luôn. Chơi bắt đầu từ giờ này. Nếu các bạn không thích các bạn gắt đọt đi. Ngắt cái bông đi. Cuối tháng 11 nó sẽ trổ cho các bạn một đợt nữa. Thì giữa tháng 12 nó trổ là tới Tết là vừa nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đăng một số cây đang hoa. Đang hoa cắt mặt hoa cho các bạn luôn nha. Đang cắt mặt hoa cho các bạn luôn. Thì về các bạn chơi một đợt hoa. Chơi một đợt hoa xong xuôi rồi các bạn cũng thể là ngắt hoa bỏ đi. Ngắt hoa bỏ đi để cho nó trổ được hai nha các bạn. Có một cái số mặt hoa nó như thế này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu từng mặt hoa để cho các bạn mua về các bạn chơi Tết ha. Mình bán tất cả là 10 cây đang hoa và đang nụ để cho các bạn về các bạn chơi Tết. Thì bạn nào nếu mà mua về mà nó đã trổ hoa thì các bạn có thể chơi một thời gian xong rồi các bạn ngắt các bạn giục đi, thì đầu tháng 11 nó sẽ trổ. Bên này là mới có đầu tháng chạp chứ. Bữa nay là mới 13 tháng 11 nha các bạn. Tính âm lịch á, 13 tháng 11 thì nó trổ như thế này. À, thì cái số này nó thiểu cả tháng trời luôn, nó mới hết rồi các bạn.
thì mình vô cây số 1 nha. Cây số 1 nó tên là Phương Lam Vàng nha các bạn. Phương Lam Vàng 23. Thì đây là nó đơm nụ nè, các bạn thấy nè. Nó đơm nụ như thế này. Ha. Đơm nụ hết. Đơm nụ nè, củ đây. Củ đây nha các bạn. Tại vì mình không có đem cái đồ quay lên. Tại vì cái nó chặt quá mình không có đem cái đồ quay lên thì mình chỉ quay từng củ vậy cho các bạn xem thôi. Đây dàn củ nó đây nha, đây là cái dàn nụ nó. Ha, dàn nụ nó đây. Đây là cây Phương Lam Vàng 23 nha các bạn. Thì nó đang trổ bông. Để cho các bạn xem nè, dàn nụ nó nè. Đó, tất cả các cành các chi đều có nụ hết nha các bạn. Đó, cây Phương Lam Vàng 23 đổi màu hoa 5 lớp, 4 lớp đến 5 lớp. Cái hoa này 1 2 3 4, cái hoa này 4 lớp nè. Hoa này 4 lớp nè, có cái hoa kia hoa nó trổ 5 lớp nó rụng à. Cây số 1 này mình bán 200 ngàn ha. Mình giới thiệu với các bạn cây số 2. Cây số 2 mặt hoa màu tím, hoa to 3 lớp to như cái chén ăn cơm. Nó tên là Cẩm Đan nha các bạn. Cẩm Đan. Hoa Cẩm Đan màu tím, hoa 3 lớp hoa to ha. Nói chung mấy cái loại giống mới này cái nào cũng thơm hết các bạn, đừng có sợ. Hơn thơm thì nó phải thơm. Cây này là cây số 2 mình bán 200 ngàn ha. Rồi cây này là cây thứ 3. Cây thứ 3 nó tên là xí muội. Xí muội nha các bạn. Nó tên là xí muội. Cây này là nó lùm, nó sum xê ớn luôn. Cây quá đẹp. Nè, nó sum xê nè. Các bạn thấy nè. Tược nào nó bắt đầu nó đâm nụ ra hết rồi. Đó, cây này là kịp tết chắc luôn nè. Đó, nó đâm nụ nó ra hết nè. Cây này rất là sum xê luôn. Cây này là sum xê to nhất trong tất cả các đám đàn em nó luôn á. Thì cây này là cây số 3 nha. Mình bán 220 ngàn. Cây rất là bự luôn. Ui, chà bá lửa. À, cây này là cây số 3. Nó tên là xí muội. Đây, hoa xí muội nó đây. Thì các bạn thấy hoa xí muội nó đây. Cái cây này là cái cây mình không phải là mình đang bán nha. Mà mình để mình trưng mặt hoa cái hoa xí muội cho các bạn thấy thôi. Thì đây là hoa xí muội nha các bạn. Đây là hoa xí muội. Đây, hoa xí muội nó đây. Ha. À, đây là hoa xí muội, cây xí muội. Hoa to hương thơm cực kỳ. Trời nó thơm lắm các bạn, thơm ngào ngạt luôn á. Rất là thơm. Hoa xí muội ha. Xí muội. Cây số 3 220 ngàn. Đây là cây, đây là đang nụ nè, kịp tết nè. Còn cây này là cái cây mình đem lên để mình trưng mặt hoa cho các bạn biết. Xem có hoa xí muội nó ha. Cây số 3 220 ngàn nha các bạn. Cây này là cây số 4 nha các bạn. Cây này là cây số 4. Thì nó tên là Ngân Hà 4. Một cái mặt hoa Ngân Hà 4 thì các bạn thấy nó đẹp mê hồn trời đất rồi, không biết rồi. Còn cái bông này hồi tối nó mưa nó dập rồi. Nó dập rồi mình quay bông cho các bạn xem thôi, chứ bông Ngân Hà thì nó đẹp lắm. Cây này là cây số 4 ha. Đó, cây số 4. Mình ghép được ngày mấy ta? Mình ghép ngày 20 tháng 10. Thì bữa nay là 20 tháng 10 1. Bữa nay là mùng 6 tháng 12. Thì coi như là 1 tháng rưỡi rồi đây. Đó, 1 tháng rưỡi rồi nó sẽ trổ bông nha các bạn. Đó, thì tàn tán ở đây. Cái này là cây số 4, mình bán 200 ngàn. Ngân Hà 4, một mặt hoa cực kỳ đẹp luôn. Ha, các bạn nên sưu tầm cái Ngân Hà 4 này. Mặt hoa nó cực kỳ đẹp luôn. Cây này là cây số 5. Cây này là cây số 5 nha các bạn. Cây này là cây số 5. Nó tên là Golden Year. Golden Year màu tím, cà phê, hồng vàng, sô-cô-la. Golden Year nha các bạn. Nụ nó dần nụ xê xâm xê luôn. Cái này quá cao luôn. Cái này thì mình ghép 2, 4, cái nửa thước á. Cái này nó lên cái nửa thước có đó các bạn. Đó, cụ nó đây. Cái này là cây số 5 nha. Cây số 5 mình bán 200 ngàn. Golden Year. Một mặt hoa cũng cực kỳ đẹp, hương thơm. Màu tím. Tím sô-cô-la, tím cà. Lớp ngoài là tím cà, lớp trong sô-cô-la. Lớp trong nữa là vàng đồng, lớp trong nữa là màu vàng. Ha. Nó có khi 3 lớp, có khi 4 lớp nha các bạn. Cây số 5. Cây này là cây số 6. Cây số 6 nó có tên là T10. Đây, đang nụ đây. Ha, mặt hoa T10 đang nụ. Đây, cây số 6 mình bán 180 ngàn. Ha, cây số 6. Mình bán 180 ngàn. Cây số 6 nha, mặt hoa T10 hoa cực kỳ đẹp luôn. Màu tím. Tím nha các bạn. Tím đậm. Tím đậm luôn. Đó. Cây số 6 180 ngàn. Mình giới thiệu đến bạn cây số 7. Nó tên là Ruby cánh đơn. Nếu bạn nào thích chơi Ruby thì biết rồi. Hoa Ruby thì màu tím. Tím nhung á. Tím nhung đậm. Ha.
cây số 7 dạng củ nó đây, củ nó rất là đẹp luôn. Cây ruby này củ rất là đẹp nha các bạn. Đó, cây ruby. Cây này là cây thứ 7 ha. Mình bán 160 ngàn cây ruby ha. Nụ đây, đang nụ. Bạn nào chơi kính đơn thì lấy cây ruby ha. Mình giới thiệu cho các bạn là cây số 8. Cây số 8 thì nó tên là cam thảo, hoa vàng sô cô la đồng, ba lớp hương thơm ha. Cam thảo, mặt hoa cam thảo nha các bạn. Cam thảo, mặt hoa cực kỳ đẹp luôn. Cam thảo màu vàng sô cô la, có ba lớp hương thơm cực kỳ. Thằng cam thảo này nó thơm thì các bạn khỏi chê rồi, thơm ngào thơm ngạt, nó thơm cực kỳ thơm ha. À, đang nụ hết rồi. Cây số 8 này mình bán 180 ngàn. Giới thiệu cho các bạn một mặt hoa thứ 9, nó tên là Bretty Lady, quý bà giỏi giang. Hoa màu vàng, vàng chính thống, vàng như bông mai, vàng đậm nha các bạn. Pretty Lady, hoa chính thống vàng, vàng đậm ha. Cái này cũng kịp Tết nè, cái này cũng đang đâm nụ hết rồi. Thì cây số 9 này Pretty Lady mình bán 180 ngàn. Mình giới thiệu cho bạn cây cuối cùng. Cây cuối cùng một mặt hoa thì khỏi chê, một mặt hoa khỏi chê nha. Nó tên là Vương Hậu. Vương Hậu nha các bạn. Một mặt hoa tên là Vương Hậu. Vương Hậu thì nó sáng tài vô cùng luôn. Mặt hoa Vương Hậu thì các bạn không chia vào đâu được. Nó là của cái thằng Yến Như Chính đột biến á nha các bạn. Thằng Vương Hậu là Yến Như Chính đột biến nha các bạn. Một mặt hoa cực kỳ đẹp luôn. Sai bông, cực kỳ sai bông. Nụ nào cũng sai bông nè. Bông dắt, bông díu luôn ha. Bông Vương Hậu ha. Vương Hậu, Vương Hậu đẹp quá, sức đẹp. Mình bán cây số 10 180 ngàn ha. 180 ngàn cây Vương Hậu nha các bạn. Thì hôm nay mình cái thằng T10 bên này cũng đang trổ nè các bạn. Thằng này Julio Caster. Để ngày mai mình đăng một clip nữa cho các bạn. Khi là cây nào có hoa là mình sẽ đăng hết cho các bạn, các bạn mua nha. Đó, thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn 10 cây như thế thôi. 10 cây, ngày mai mình sẽ đăng thêm một clip nữa, 10 cây nữa nha. Đó, thì đây là tất cả các cái mặt hoa mà các bạn phải cần sưu tầm để về Tết chơi ha. Về Tết chơi. Đây là tất cả các cái mặt hoa ha. Đó, Phương Lam 23, Ngân Hà, Cẩm Đan, T10 ha. Mình đăng 10 cây như vậy, mình đăng mình chỉ bán cây, mình không bao ship nha. Tiền ship bên người mua chịu. Thì một ngày mới hoa ba trồng lên thì hôm nay cũng giới thiệu cho các bạn 10 cây sứ đang hoa để cho các bạn về các bạn chơi Tết. Chứ bây giờ thì mình ghép thì không kịp nữa rồi. Mình biết là thời gian này thì chắc là ghép là không kịp nữa rồi. Cho nên là mình đăng những cái cây đã có hoa cho các bạn về. Các bạn mua chơi thì các bạn chắc chắn là khỏi phải sợ nữa, khỏi sợ nó trễ ha. Cây cà phê bông đẹp quá các bạn. Cây cà phê bông quá chuẩn luôn nè, tàn quá trời, hoa cực kỳ nhiều luôn ha. Cây này cây xí mũi nè, Phương Lam 23 thì nó trổ thật, các bạn khỏi chê. Mà mưa nó dập hết nè, bạn thấy không, nó dập te tôi tơi tả. Vậy thôi nha, một ngày mới từ hoa ba trồng lên cũng quay một số mặt hoa cây đang hoa để chia sẻ với các bạn. Các bạn nào có nhu cầu cứ điện thoại, theo số điện thoại trên màn hình của mình ghi nha. Mình là Tân Phú. Mình xin chào tất cả các anh em một ngày mới vui vẻ, làm ăn phát tài phát lộc, sức khỏe giàu và gia đình phúc. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả bạn bè gần xa. Rồi, xin chào, ok.